Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Điện tử Thái Thắng sẽ giới thiệu cho quý vị một sản phẩm vô cùng độc đáo và hữu dụng, đó chính là nhiệt kế hồng ngoại khử khuẩn K9 Pro Max. Tích hợp 3 tính năng trong một, vừa có thể đo nhiệt độ chán, vừa có thể đo nhiệt độ và sát khuẩn tay, giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực, kiểm soát và bảo vệ sức khỏe trong cái tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. K9 Pro Max có thể để trên bàn, gắn trên tường hoặc là lắp trên chân di động, tương thích với mọi không gian như nhà ở, văn phòng, cơ quan, công xưởng và nơi công cộng. Máy hoạt động theo cơ chế tự động, chỉ cần đưa tay vào và bên dưới vào dung dịch sẽ tự phun ra rất đều và rộng, vô cùng tiện lợi và nhanh chóng, không gây tiếp xúc, không lây nhiễm chéo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người. Thời gian trả kết quả đo vô cùng nhanh chóng, chỉ mất 0,1 giây cho mỗi lần đo. Với màn hình sắc nét, hiển thị nhiệt độ màu xanh lá tương ứng với nhiệt độ bình thường. Khi phát hiện thân nhiệt cao quá mức nhiệt độ chúng ta cài đặt thì màn hình sẽ hiển thị màu đỏ kèm chuông cảnh báo quá nhiệt. Bình chứa dung tích lên đến 1500ml, có hiển thị vạch nước giúp kiểm soát lượng nước trong bình một cách dễ dàng. K9 Pro Max được trang bị đến 18 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Chúng ta có thể điều chỉnh lượng dung dịch ra vào bằng cách vào cái phần E này, nhỏ nhất là E0.1 và cao nhất là E2. Máy sử dụng nguồn từ chân sạc Type-C hoặc là 2 quả pin 18650 hoặc là 4 quả pin 2A thông dụng. Trong bộ sản phẩm K9 Pro Max sẽ bao gồm những cái phụ kiện như sau: một thân máy, một đế, một khay hứng dung dịch thừa, ốc gắn tường, một cáp sạc, một phễu, một chân đứng và hướng dẫn sử dụng. Nhiệt kế hồng ngoại K9 Pro Max chính hãng từ công ty điện tử Thái Thắng đang được bán với mức giá hết sức ưu đãi. Quý khách hàng quan tâm có thể để lại số điện thoại hoặc gọi vào 2 số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn và đặt hàng nhanh nhất.